Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chiết cây. Dụng cụ gồm có kéo chiết này, túi bóng để bọc này, dây buộc. Đây là rễ bèo, ở đây là thuốc kích rễ. Kích rễ thì em sẽ pha trộn vào đây luôn. Kích rễ này khá đặc. Đó, cho ít như này thôi. Đây em làm mô phỏng thôi, lâu rồi không có thời gian làm video nên là hôm nay mình rảnh làm video cho mọi người. Đấy là công đoạn thanh vỏ, quay sát mọi người để chú ý nhé. Đó, ta khoanh vỏ rồi khoanh hơi xa một chút này để cho nó đỡ, làm sao nó đỡ liền vỏ. Công đoạn này là công đoạn nó khá là quan trọng. Đó, sau đó ta sẽ bóc vỏ. Đó, rất là dốc như này là sạch. Mọi người lấy kéo khô khô, còn cái lớp vỏ nào màng nào thì mọi người cạo nó sạch chút như thế này. Mọi người sau đó là cái này thì mọi người có thể để 2-3 hôm cho nó khô đi để bó cũng được, nhưng mà em này không cần, em bó luôn. Và cái rễ bèo này mọi người nắm vào, nắm tay vào vắt cho nó thì nước ra khô khô này là được. Ok, đó, mọi người sẽ cuốn vào. Cái này là lúc nãy em chấm kích rễ rồi. Đó, mọi người bó. Đó, đó con túi bóng. Cái này thì mọi người ai cũng có thể làm, rất là đơn giản. Đấy là lấy dây buộc. Được này, ý là buộc chặt tay một chút nhé, tránh để nước vào. Nước vào thì nó sẽ đọng nhiều nước, nó gây đến thối cây. Đó, nó chỉ đơn giản như này thôi. Cái này thì nếu mà nhanh thì trong vòng khoảng tầm 20-25 ngày thì chắc là cây nó sẽ ra rễ. Đó, rất đơn giản, mọi người ai cũng có thể thực hiện được. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.